Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hội thử Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: trong lời luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời, Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi. Và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói, ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp chúng bóc lột người ấy đánh nhừ tử rồi bỏ đi để người ấy nửa sống nửa chết tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó trông thấy nạn nhân ông liền đi qua cũng vậy một trợ tế khi đi đến đó trông thấy nạn nhân cũng đi qua nhưng một người xứ samaria đi đường đến gần người ấy trông thấy và động lòng thương người đó lại gần băng bó những vết thương sức dầu và rượu rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình đưa về quán trọ săn sóc hôm sau lấy hai quan tiền ông trao cho ông chủ quán và bảo rằng ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu khi trở về tôi sẽ trả lại ông theo ông nghĩ ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp người thông luật trả lời kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy và Chúa Giêsu bảo ông, ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô người khen chúa. Anh chị em thân mến, khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng. Thì lời rao giảng của Đức Giêsu không chỉ là cho những người do thái vào thời đó hay những người dân ngoại lúc bấy giờ mà lời rao giảng này dành cho tất cả mọi người ở mọi thời, mọi nơi và mọi lúc và nếu như lời rao giảng của Đức Giêsu dành cho tất cả mọi người ở mọi thời, mọi nơi và mọi lúc thì tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy ghi nhớ một điều hãy nhớ hai điều bởi vì hai điều này xem ra như là hai cái ái ngại mà trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta cũng thường dấp phải cái ái ngại thứ nhất đó là cái ái ngại mà mỗi người chúng ta sống lệ lực của Chúa theo như cách của một người thông luật nghĩa là anh ta sống lệ luật Chúa nhưng mà anh ta đặt bản thân của mình làm trung tâm, bắt người khác quy phục về mình. Cho nên không lạ gì anh đến anh hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ai là người thân cận của tôi?" Nghĩa là bắt người khác hãy nghĩ về bản thân của mình, người khác vì mình, mọi người vì mình chứ không phải mình vì mọi người. Đứng trước một cái quan niệm như thế đức giêsu đã kể cho anh ta nghe câu chuyện về một người đi từ jerusalem xuống jericho vào và rơi vào tay bọn cướp. trong lúc đó thì có một tư tế đi qua thấy cũng bỏ đi, rồi một trợ tế cũng vậy, không thèm đói nhìn vì tới. nhưng mà một người samaria đã thấy chẳng những động lòng thương mà đến phục vụ, đem về quán trọ và hao tít tiền của của mình anh chấp nhận hết tất cả và đức giê xu hỏi anh như thế ai là thân cận của người bị nạn nghĩa là đức giê xu giờ đây đã hướng anh tới không phải đặt bản thân của mình làm trung tâm mà ai là thân cận của người bị nạn chứ không phải là ai là thân cận của tôi phải chăng đây là những điều mà trong cuộc sống của chúng ta cũng dẫn dắt phải trong đời sống của mình. Tôi theo Chúa, nhưng mà tôi muốn Chúa, bắt Chúa làm theo ý tôi hơn là chúng ta chọn theo thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Cái ái ngại thứ hai mà nhiều khi chúng ta cũng dấp phải Đó là ái ngại chúng ta sống lề luật Chúa Nhưng mà theo các tư tế và theo trợ tế trong đoạn tin mừng. Nghĩa là dường như tôi chỉ nghĩ rằng bổn phận của tôi là làm những công việc đạo đức cho nên người khác như thế nào thì mặc kệ người khác. Và tôi thiết nghĩ rằng nếu tôi chỉ dừng lại lề lực của Chúa bằng việc tôn thờ Chúa mà thôi mà không nghĩ đến anh em phục vụ cho anh em thì chúng ta quả là một điều nói dối bởi vì chính thánh gia cô bê đã nói thiên chúa là đấng mà chúng ta tôn thờ là một đấng vô hình chúng ta không thể thấy được cho nên tình yêu dành cho anh em của mình là một minh chứng để cho người khác thấy được thiên chúa mà chúng ta tôn thờ cho nên tôi nói tôi yêu mến thiên chúa mà tôi không thương yêu anh em của mình thì chúng ta quả là một kẻ nói dối chính vì thế trong những sách đạo đức thì có một cái câu ngạn ngữ như thế này tôi đi tìm linh hồn tôi thì tôi nào thấy tôi đi tìm thiên chúa thì thiên chúa lại lẩn tránh tôi nhưng mà thì tôi đi tìm anh em tôi thì tôi sẽ gặp kể cả ba người mà tôi muốn tìm kiếm cho nên lời chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy ghi nhớ một điều tình yêu thật đối với thiên chúa phải dẫn chúng ta đến với anh em của mình và nhờ việc phục vụ anh em mà chúng ta sẽ tìm thấy được thiên chúa trong đời sống của chúng ta và có thể nói đó là một nhịp đập của người Kitô hữu giống như hơi thở trong đời sống của chúng ta, phải có hít vào và phải có thở ra. Xin Chúa cho mọi người chúng ta hãy ý thức điều này để mỗi ngày tôi biết tìm ý Chúa trong kinh nguyện và tôi biết thể hiện những tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người chúng ta bằng việc đáp lại trong việc phục vụ mọi người. Amen.